Shop phụ tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em. Bên mình chuyên cung cấp cho anh em các loại phụ tùng xe máy, hàng zin chính hãng nhập Thái, Indo, Malay anh em ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một số cái món hàng để mà anh em chúng ta có thể tham khảo, anh em chúng ta mua anh em gắn cho xe nhà ha. Thì bên mình thì có rất là nhiều các loại phụ tùng khác nhau, phục vụ cho các anh em đam mê chủ yếu là dòng Dreamway anh em nha, Dreamway thôi, các dòng xe Honda Dreamway đời đầu thôi. Còn nếu mà anh em chúng ta xài Yamaha thì bên mình lại không cung cấp các loại đấy rồi. Có thể trong thời gian tới thì bên mình sẽ phục vụ luôn các cái anh em chúng ta chơi Yamaha. Còn hiện tại thì bên mình chủ yếu là phục vụ cho các anh em chúng ta sử dụng các dòng xe Dreamway thôi. Thì sẽ giới thiệu cho anh em một số các loại phụ tùng nha. Thì bên mình có đổ xỉ cho anh em cũng như là bán lẻ. Thì lẻ thì từ một cái mình đã bán rồi, còn xỉ thì nó sẽ tùy theo món. Ví dụ như ron máy này thì anh em sẽ lấy từ 10 bộ trở lên là có giá xỉ này. Còn là những cái món như là gương đêm Thái này kia thì sẽ chỉ cần 5 bộ là đã có giá xỉ rồi. Bẩn thì 5 bộ kiểu dạng như vậy ha. Thì tùy vào cái số lượng và cũng như là món hàng anh em mua như thế nào thì sẽ có giá xỉ cho anh em. Còn anh em mua lẻ thì mình sẽ tính đơn xỉ. Nếu như anh em mua lẻ mỗi thứ một món mà anh em mua với số lượng nhiều thì mình vẫn sử dụng chương trình tính giá khách xỉ cho anh em trên tổng bill nha. Đấy, thì anh em nào mà chúng ta có nhu cầu muốn mua các loại phụ tùng bên mình để về thay thế vô nha, thì bên mình nó sẽ có đặc điểm đó là nếu như cái nào zin thì bên mình sẽ báo cho anh em là zin, còn cái nào loại một hoặc là hàng Việt Nam gì đó thì mình sẽ báo cho anh em đúng để cho anh em chúng ta biết anh em mua về. Thì tất cả các hàng hóa bên mình khi mà giao tới tay anh em sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi nhận nha, cho nên là anh em yên tâm mua hàng ha. Còn ví dụ với một số đơn hàng mà nó có giá trị nó cao một chút thì anh em có thể chúng ta cọc tiền cho bên shop từ 1 đến 200 nha. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình giới thiệu sơ qua cho anh em để cho anh em nắm bắt được các cái món hàng cũng như là chất lượng sản phẩm bên shop nha. Thì mình sẽ quay chi tiết từng món cho anh em coi. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu nhanh một chút để mà anh em chúng ta có thể tham khảo được nhiều món hàng ha, và cũng như là tiết kiệm được cái thời gian cho anh em hơn. Còn nếu như anh em nào chúng ta muốn xem cái sản phẩm nó một cách chi tiết nhất thì anh em có thể ấn vô YouTube, vô kênh của mình để anh em xem thêm những cái video mình giới thiệu chi tiết từ sản phẩm nha. Rồi, ở đây ví dụ như đây là một đôi gương Dream Thái này. Thì đây, gương Dream Thái nó sẽ tính theo cặp nha anh em nha, nó sẽ bán theo cặp. Đây là hàng Made in Thái Lan nha. Đây này, Made in Thái Lan này anh em. Đó anh em thấy không? Made in Thái Lan, mã nó là GN5 nha. Đấy, mã GN5 nha anh em nha. Made in Thái Lan nha. Đây. Của nó sẽ là con ở sau gương sẽ có chữ AAB nha. Đây, phía trước của nó đây. Rất là đẹp ha anh em ha. Thì một đôi gương Dream Thái đây, một đôi nó sẽ như vậy, hai bên ha. Một bên này là bên phải thì anh em sẽ thấy dưới chân gương nó sẽ có chữ R này. Đó, thấy chưa? Dưới chân gương sẽ có chữ R nha. Đó thì nó sẽ là gương bên phải. Và anh em lưu ý là gương Dream Thái này cái chân nó sẽ dài này, anh em thấy cái phần cao su này nó dài không? Đó, cao su này nó dài nha. Còn nếu mà hàng lô thì cái cao su nó ngắn, và đặc biệt là cái chân của nó sẽ có màu nòng súng nha. Đây, chân gương Dream Thái là màu nòng súng nha nè. Màu xanh nòng súng kiểu dạng như xanh rêu mà nó đậm hơn nữa. Đây. Anh em thấy cái màu xanh xanh đâu, chứ nó không phải là màu đen thui nha. Ok, thì đó là gương của Dream Thái nha anh em, rất đẹp. Mã ở đầu nó sẽ có chữ mã AP nha, đúng gương zin nha, cam kết cho anh em luôn. Giá là 450 một đôi nha. Còn đây là cổ bô Dream Thái này, cổ bô Dream Thái và Super anh em có thể xài chung được với nhau nha. Thì cái cổ bô này giá của nó là 100.000 một cái nha anh em, cực rẻ luôn. Cái này là nó từ cổ bô zin cắt ra. Đấy, tại vì bên Thái thì họ sản xuất cái bô này nhưng mà họ gắn với một số xuất khẩu một số cái dòng xe khác, ví dụ như là các cái dòng xe DD này kia thì nó cũng sử dụng bô rim, cho nên là nó sẽ cắt cái cổ này đi, cho nên là chúng ta có cổ để xài, cổ zin luôn. Giá nó 100.000 nha. Anh em nhìn cổ zin anh em biết ngay những cái nốt hàn của nó và cái nước màu của nó rất là đẹp nha anh em nha, khác hoàn toàn với cổ lô luôn. Đấy, cổ này là cổ zin chứ không phải là cổ inox nha anh em nha. Rồi tiếp theo đây là những cái ống hơi máy này nè, những cái ống hơi máy này cho anh em này. Đây là ống hơi máy này, hàng 2 tem nha anh em nha, hàng 2 tem, mã là KFL nha anh em. Đây một tem Việt là tem nhập khẩu này, nó sẽ có chữ nhập khẩu này, anh em thấy không? NK bởi là nhập khẩu bởi này, công ty Honda Việt Nam nha. Đó, xuất xứ từ Thái Lan này. Đó, và đây là mã của nó này, KFL 850 nha. Thì xe anh em cần những cái ống hơi này, tại vì nếu mà xe cũ này nó đã bị gãy những ống hơi này hết rồi, thì anh em cần mua một cái mới thì chúng ta có thể tham khảo này nha. Rồi tiếp theo đây là rổ tem lửa này, đây rổ rim Thái tem lửa này, mã của nó là GN5, Made in Thái Lan nha anh em nha. Đó, đây là rổ tem lửa này, hôm qua mình có lộ một cái đây rồi, mình sẽ lấy cho anh em coi luôn. Đây là rổ tem lửa nha. Đó, mới 100% nha anh em nha. Nếu mà xe anh em chúng ta không có rổ hoặc là anh em muốn mua rổ gắn vô, rổ đã cũ rồi thì một cái rổ như này rất là thích hợp cho anh em luôn. Mình sẽ lột cái tem cho anh em coi này. Đây. Wow, em thấy đẹp không? Cực kỳ là phê luôn nha. Rất là đẹp luôn. Thì giá của cái rổ này là 700.000 nha anh em nha. Thì nếu như mà anh em chúng ta có điều kiện thì anh em có thể chơi cái rổ này, còn nếu không thì anh em cũng có thể quan tâm đến một cái loại khác là loại rổ rim lùn. Thì rổ rim lùn nó sẽ rẻ hơn một chút, nó là 330.000 một cái thôi. Thì đây, đây là rổ rim lùn này. Thì cái form nó cũng tương tự như cái rim Thái thôi, nhưng mà nó ngắn hơn, nó sẽ lùn hơn và nó nhỏ hơn một chút ha. Thì cái rổ này cũng là rổ zin luôn, giá là 330 nha anh em nha. Đó, rổ rim lùn cũng bát đi cho anh em luôn, về để chỉ việc bắt vào thôi, không có phải làm cái gì hết á. Rồi ok. Đây. Đây là mặt kính ở rim Thái này nha. Mặt kính ở rim Thái này. Anh em thấy không? Mặt kính ở rim Thái nha. Thì mặt kính đồng hồ ở rim Thái anh em sử dụng lâu nó sẽ bị chày, nó không còn đẹp nữa, thì anh em chúng ta có thể quan tâm đến cái loại này. Thì cái này hàng zin nha anh em ha, 2 tem, hàng zin, nhập khẩu bởi công ty Honda Vĩnh Phúc Việt Nam nha. Đây thì nó là 2 tem. Đó, một cái mã là GN5 made in Thái Lan này. Đó, một cái là nhập khẩu bởi công ty Honda Vĩnh Phúc Việt Nam này. Anh em thấy chưa? Đó. Rồi, thì giá của cái này sẽ là 400.000 nha anh em nha. Giá mặt kính này là 400.000. Ngoài mặt kính đó thì bên mình có mặt nạ đó. Đây, mặt nạ cho anh em. Đây ha, đây là mặt nạ này, mặt nạ rim Thái này, mã là GN5770, made in Thái Lan nha anh em nha. Thì anh em nhìn rất là dễ luôn. Cái này anh em nhìn zin, anh em chỉ cần nhìn phía sau này, nó có chữ GN5 bé này. Này thấy không? Ở trong này có chữ GN5 này. Đấy nên là nó zin nha. Còn nếu mà cái mặt sau này mà nó sần lên là nó là hàng lô nha anh em nha. Rồi. Bát in ở rim Thái đây. Cái bát in ở rim Thái này. Bát in rim Thái zin nha. Giá của nó là 330 nha anh em, cực rẻ luôn. Đấy, bát in rim Thái zin 7 màu này. Thấy chưa? Đó, bát in rim Thái anh em lưu ý là chỉ có một bên móc thôi nha, không phải hai bên nha. Đấy, một bên móc thôi. Đấy, một bên móc hết nha, không phải hai bên móc nha. Bát in là vàng ươm luôn, cực đẹp, 7 màu nha anh em. 7 màu rất là đẹp, óng ánh luôn. Đây, những sợi dây xăng. Đây là những sợi dây xăng có luôn lọc đây anh em này, 80.000 một sợi nha. Này là dây xăng Thái cho nên em sẽ thấy là chỗ này cái lọc của nó sẽ có một cái cao su nè, em thấy không? Cao su bọc nè, là lọc Thái nha anh em nha. Đó, dây Thái chỉ đỏ này. Thấy chưa? Giá là 80.000 một sợi nha. Rồi ok. Tiếp theo chuyển qua cho anh em là bộ đèn trước này. Đó sẽ là chói đèn trước của rim Thái này anh em. Rồi sao để anh em biết được? Đầu tiên là anh em sẽ nhìn thấy có chữ Stanley này, hình như nó mới có nha. Đây này, thấy không? Cái chữ Stanley này nhỏ này. Đấy. Ngoài chữ Stanley này ra thì anh em có thể nhìn ở phía sau lưng này rất là dễ biết luôn. Phía sau lưng này sẽ có chữ là Made in Thái Lan này. Đấy, thấy chưa? Made in Thái Lan. Ở bên này nó sẽ có một cái logo in mã mọc các kiểu này. Đấy, là đúng hàng zin Thái nha anh em nha. Phía trước này trán này có chữ Stanley này. Đó. À, anh em lưu ý nha. Cái này thì hàng zin cực chuẩn luôn. Giá là 450 nha anh em nha. 450 cái này. Đấy. Thì hàng có rất là nhiều cho anh em tha hồ chúng ta lựa chọn nha. Mới 100% nha anh em nha. Thì nếu mà chói đèn anh em đã cũ bể rồi thì chúng ta có thể quan tâm anh em mua. Đây một bộ ron đen của rim Thái này. Sao là ron đen không phải là ron xanh? Tại vì rim Thái zin của nó sẽ sử dụng ron đen nha. Chỉ có đời sau, đời cuối 99-2000 nó mới sử dụng ron xanh thôi. Còn những đời 96-97 trở về trước là nó sử dụng ron đen nha anh em nha. Rất là đẹp. Thì ở đây anh em sẽ thấy là nó có chữ là GN5730 made in Thái Lan này em ha. Đó. Thì nói chung một bộ ron này thì nó đầy đủ hết trong ấy luôn. Anh em mua về là lên xe là ok nha. Chính hãng nha anh em, sản xuất ở Bangkok. Đây, Bangkok Thái Lan này anh em thấy chưa? Đó, Bangkok Thái Lan nha, yên tâm luôn. Nó của Ham Synergy Honda nha anh em nha. Loại này ở Việt Nam nó không có đâu. Việt Nam là nó không có sản xuất loại này. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một món khác ha. Đây, đây là bộ da yên này anh em. Da yên của rim Thái nha. Thì da yên này thì nói chung là giá rất là tốt anh em, 295.000 một bộ thôi. Đó thì da yên này nó là của Thái Lan này, em thấy bao bì của nó là toàn chữ Thái thôi ha. Đó, đây, rất đẹp luôn. Thì tính cái bộ này anh em mua chúng ta ở ngoài cửa hàng thì nó cũng đã khoảng 200 rồi, thì bộ này 290 thì nó cũng không phải là đắt anh em ha. Để mình kiếm một cái bộ mà sẵn rồi mình sẽ mở cho anh em coi luôn này. Đây. Đây ha, mình sẽ có một cái bộ nó mở sẵn rồi, mình sẽ giới thiệu cho anh em coi để anh em chúng ta nhìn vào anh em tham khảo cho nó dễ ha. Đây. Đây là một bộ mới này nè, bộ mới mà mình đã mở ra cho anh em coi này ha. Đây anh em sẽ thấy ở phía sau nó có cái lớp đệm rất là dày nha. Đó, anh em nhìn những cái loại rẻ tiền này nó sẽ không bao giờ có cái lớp mút này nha, nó chỉ dạng như làm chơi chỗ này thôi cho nó đẹp thôi chứ không hề có cái lớp mút ở trong nha. Còn đây cái lớp mút trong rất là dày này thì anh em chúng ta yên tâm là chúng ta sẽ có một cái ngồi rất là êm. Đấy, da rất đẹp luôn. Đó. À, thì đây nó sẽ logo Honda này nè, thấy không? Cái chữ Honda là cực kỳ sắc nét nha, chuẩn cực kỳ luôn, rất là đều, rất là đẹp. Còn da bình thường khi nó không có cái chữ này luôn anh em. Đó thì một bộ này là 295.000 anh em nha. giá cực kỳ là hợp lý cho anh em luôn đấy, da cực kỳ dày. 295.000 mà trong khi bình thường anh em bọc da thì nó cũng khoảng 200 mấy rồi, tính ra anh em mua này 290 về thêm 10.000 20.000 tiền bấm yên nữa, không bao nhiêu tiền hết em, mà chúng ta có một yên rất là đã ha. Ok, giờ thì mình sẽ cho anh em coi thêm một số cái món hàng khác nha. Ở đây, đây là một cái cụ đề Thái nội địa này. Đã, giá là 300.000 ha. Đó, thì anh em sẽ nhìn là cái cụ đề thì nó sẽ có một cái tem màu vàng. Đây, tem Thái màu vàng này anh em, giống y như những cái cụ đề Thái luôn. Cụ đề Thái mới có tem nha anh em nha, cụ đề Việt nó không có tem nha. Chứ cụ đề Alpha Super không có tem. Đây nè, tem vàng rất đẹp. Ở đây nó sẽ có một cái chữ là Mitsuba, cụ đề Mitsuba thì anh em yên tâm về cái chất lượng luôn. Cụ đề này cụ đề dài nhá. Đó, anh em thấy chữ Mitsuba nhỏ nhỏ không? Đấy. Đó ha, cụ Mitsuba dài dài nha. Cụ đề này là cụ đề 110, gắn cho Dreamway là ok nha. Đề rất là mạnh. Mình xe mình là gắn 54 đề thoải mái nha anh em. Đó. Thương hiệu Kodewajim Thái Lan nha, nội địa Thái Lan ha. Tiếp theo mình giới thiệu cho anh em một cái sợi dây điện sườn của Dream Thái này. Đây, giới thiệu sườn Dream Thái nha, mã là GN5, made in Thái Lan nha anh em nha. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó, sợi dây điện này thì nó sẽ có cái dây lửa là đúng dây lửa Dream Thái là anh em sẽ thấy là nó là dạng dây dắt nhỏ nè, đúng không? Dắt nhỏ nè, còn về các đời cao nó sẽ sử dụng dắt lớn nha, còn dắt nhỏ này là dắt rời, cắm từng sợi vô. Đấy thì cái loại này thì nó hiếm nha anh em nha. Còn lại Alpha thì là Super để anh em có thể kiếm được nhiều trên thị trường, còn loại Dream Thái là rất là khó kiếm. Là dây này dây zin nha anh em nha, mình zin mới 100%. Mới 100% luôn, cho nên là nếu mà anh em chúng ta gặp các cái trường hợp mà bị đứt dây điện hay là chập điện, chập đèn này kia là anh em thay sợi này vô là hết hoàn toàn nha. Tiếp theo bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một cái sản phẩm khác đến từ một thương hiệu là DID. Đây, bố thắng DID anh em ha. Để mình sẽ lấy hết một cái bộ nhông sen nhĩa này đây. Đây, bộ nhông sen nhĩa này thì đây thương hiệu DID hết nha. Thì DID Thái Lan thì cho anh em cũng biết cái tiếng của nó rồi. Đây là một bộ này, nó sẽ có cái model của nó là Dreamway nha, bố thắng đùng nha anh em. Thì cái này xe Dreamway Future, mấy cái xe thắng đùng là anh em gắn được hết á, xe Honda á. Đó là anh em gắn vô thì bố thắng DID này là thương hiệu DID Thái Lan nha. Rồi nó rất là nổi tiếng rồi. Một bộ nó sẽ gồm có 2 má nha. Đó, cho một bánh. Đấy thì anh em sẽ thấy là cái loại này thì chất lượng nó rất là cao. Khi mình bán cho anh em thì anh em đánh giá rất là tốt nha, phản hồi rất là đã luôn. Là cái loại này thắng thì rất là ăn, nhưng mà nó không có bị hiện tượng là lết cũng như là khựng bắn hoặc là bị nhăn mòn nha. Cái loại này thì xài rất là lâu mòn luôn, tại vì cái chất lượng nó rất là tốt cho nên là anh em xài nó lâu mòn lắm. Đấy thì nó đầy đủ cho anh em luôn, cả lò xo trong luôn nha. Đó, DID Thái Lan nha anh em. DID Thái Lan thì thôi không phải nói rồi, cực kỳ là tốt luôn. Đấy, nếu mà anh em chúng ta chơi thương hiệu gì thì DID nó chuyên sản xuất bố thắng cũng như là nhông sen nhĩa cho các dòng xe máy rồi. Đó, thì anh em nào lấy số lượng liên hệ mình nha, còn giá lẻ nó là 120.000 một bộ nha anh em nha. Dây điện sườn đấy là 350 nha. Đây, đây là một bộ bố thắng bộ nhông sen nhĩa dòng DXN nha, mẫu mới năm 2022. Thì cái loại này là nó cực kỳ là chất lượng luôn và mẫu mới nhất, cho nên là bên DID họ áp dụng rất là nhiều công nghệ mới vô cái bộ này nha. Thì cái này nó là hàng DID Thái Lan, nó khác với DID Gia Băng nha. DID Gia Băng thì nó sẽ không có sản xuất nguyên một combo nhông sen nhĩa chung một hộp, mà nó sẽ sản xuất lẻ là nhĩa riêng rồi nhông riêng rồi sen riêng, như vậy thì rất là khó cho anh em mua. Đó. Thì cái loại này là công nghệ mới cho nên là nó sẽ có những cái đặc điểm đó là bộ sen của nó sẽ nhẹ hơn 30% so với loại cũ và cái độ bền nó sẽ tăng gấp 3 lần nha. Đó, cũng như là một số cái công nghệ mới để giảm cái độ ma sát trong cọng sen và nhông nha anh em nha. Thì cái dòng DXN này là mới nhất năm 2022 luôn, cho nên là anh em chúng ta sử dụng nó là cực kỳ là ok và an tâm nha. Thương hiệu DID thì nó là dạng thương hiệu nhông sen nhĩa số 1 dành cho cái dòng xe máy rồi, cho nên là anh em cứ yên tâm luôn ha, cực kỳ là chất lượng. Đấy, có tem chống giả này khi cho anh em luôn để anh em yên tâm. Cái này thì mình bảo hành chính hãng trọn đời cho anh em nha, cho nên là anh em yên tâm. Mà cái loại này anh em đặc điểm của nó là anh em chạy rất ít khi phải tăng sen nha, chạy rất là bền luôn, nó không có bị nhãn sen như là những cái loại đểu đâu. Rồi giới thiệu qua cho anh em một cái bựng nha. Bựng đây là bựng Dream Thái anh em ha. Bựng Dream Thái này sẽ thấy người ta đục 3 cái lỗ là 3 cái để gắn cái trái đào vô nè, gắn cái logo bựng đó. Thì họ sẽ đục sẵn 3 cái lỗ cho mình. Bựng Dream Thái thì nó khác bựng Super nha anh em nha. Ở chỗ này nó sần này là Dream Thái này, còn chỗ đấy mà nó bóng là Super nha anh em nha. Cái màu nó cũng khác đấy. Ở đây sẽ có một cái đát này. Cái đát của Dream Thái ở đây nó có đát này. Đấy nên thấy cái phần ô đó không? Đó, ngay chỗ đây là đát nha anh em nha. Thì nói chung đát mới thì nó cũng không quan trọng biết đâu anh em, nhưng mà nó đúng gì nữa nó sẽ phải có đát nha. Rồi ok, cái màu của nó cũng khác nè, anh em thấy cái màu nó sẽ dạng màu trắng sữa nha. màu trắng sữa, chứ nó không phải là dạng mà nó trắng phau như là những cái mực super mà nó mỏng thôi nha. Mực này nó rất là dày, cầm rất là nặng tay luôn, cực kỳ là đẹp. Màu là phải đúng màu trắng sữa vậy nha, hơi đục á, trắng đục, trắng ngà đó. Rồi ok, giá bận là 680 nha anh em, giá bận là 680 nha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một cái xíu đi. Đây, mình sẽ đi qua bên này. Đi qua bên này mình giới thiệu cho anh em về cái gấp sau, cái càng của Dream Thái anh em nha. Đây, càng Dream Thái thì anh em sẽ thấy này, màu là đặc biệt nha anh em nha. Càng Dream Thái là màu đen, màu nho. Đấy, bấm điện nè anh em thấy chưa? Bấm điện nè. Vào nước sơn đẹp ghê anh em. Nước sơn rất là đỉnh nha. Đây sẽ có bấm điện, đúng chuẩn zin là có bấm điện nha. Đó, bấm điện 4-5 phát ở đây luôn. Đấy, thì khi anh em mua cái gắp này thì nó sẽ tặng cho anh em luôn cặp nắp chụp nha, nắp chụp gắp nha. Thì nước sơn Dream Thái là dạng đẳng cấp rồi anh em. Nước sơn của Dream Thái gắp này nó rất là dày nha, và cái màu nó rất là bóng, rất đẹp. Nó đúng cái màu nho Thái nha anh em nha. Thì anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với mình, giá là 750 cho cái gắp này nha. Nhông sen dĩa này là 330 anh em ha. Đó, nhông sen dĩa thì nó có hai loại cho đi với lại đời đầu với lại đời sau. Đây là một cái hộp xích của quay Thái 110 này. Đấy, hàng Thái nha anh em nha. Quay Thái 110 thì nó có thể gắn chung để cho Alpha với lại trả future luôn. Đây, với lại rim lùn 99 nó cũng gắn được luôn. Rim lùn 99, rim lùn Thái gắn được hết nha. Đây mình sẽ mở luôn cho anh em coi cái phần cạc te dưới này. Đây. Đây phần cạc te dưới này anh em. Cạc te dưới thì nó cũng gắn được hết luôn. Nói chung là một bộ này là gắn được cho rim, cho các cái dòng quay luôn, ZX quay Thái 100, quay Thái 110, rồi quay lốc đen, rồi quay Trung Quốc đó. Anh em thấy không? Cái màu của quay 110 nó đặc biệt như cái này, anh em thấy nó nhiều kim tuyến không? Nó muốn xám lại luôn, nó nhiều kim tuyến cho nên là không, nó sẽ sậm màu xuống chứ nó không phải nó trắng như là những cái loại Alpha anh em ha. Thì bộ gắp hộp xích này, bộ hộp xích này là 600.000 nha anh em nha. Hàng Thái mới 100%. Đó, cái nước sơn của nó rất là khác so với cái nước sơn của quay Alpha nha anh em nha. Cho nên là lên xe là cực kỳ đẹp luôn, và cái độ dày của nó cũng rất là đã luôn. Anh em yên tâm, anh em lên xe cực kỳ ngon nha. Thì bên mình là cung cấp cho anh em số lượng nha anh em nha. Cho nên là anh em muốn lấy lẻ hay lấy xỉ là tùy vào anh em thôi. Số lượng lúc nào cũng có sẵn nha anh em. Đây, một cây bô này là cây bô 2543 zin Dream Thái mới nè. Đây, trên này nó có cây mẫu này. Đó, thấy chưa? Trên này có một cây mẫu nha. Đấy, 2543 TIS 341 nha anh em. Đấy, anh em yên tâm luôn. Nói gì chứ về hàng Thái thì bên mình là cái nào zin nó zin. Đây còn rất là nhiều hàng nữa, nhưng mà chắc bữa sau mình sẽ giới thiệu cho anh em, tại vì cái video clip này nó cũng khá là dài rồi. Tem zin Dream Thái đây anh em. Ok, thì anh em nào mà chúng ta có nhu cầu mua xỉ hoặc là lẻ thì đều có thể liên hệ với bên mình nha. Bên mình thì hàng hóa lúc nào cũng có sẵn đầy đủ cho anh em, số lượng lớn cho anh em để anh em chúng ta mua về kinh doanh lại hoặc là mua về gắn xe nhà nha. Hàng thì rất là nhiều, cam kết cho anh em, nào đúng chính hãng là cam kết bảo hành trọn đời cho anh em luôn. Đấy, anh em yên tâm nha. Thì mình sẽ cố gắng lên thêm nhiều clip nữa để cho anh em chúng ta có nhu cầu tham khảo thì anh em có thể vào cho anh em xem, anh em mua được những cái món ưng ý của mình nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nha.